Hôm qua ông Dũng bảo là ở trong kia có đồi tít tâm khỉ à, bà không nhìn thấy ở đồi có khỉ, đồi nó mất rồi đồi đó. Quay một phút thôi nó đủ đi phút hơn phút. Con chim con đi lại con hay gì, con hạc hay con gì đấy? Con tùng hạc. Nó dạ con cò ấy mà. Cò con hạc. Về cái gần gần đấy riêng biệt của con hạc tự nhiên này. Rồi con chim trời này. Con bảo về thấy nó ở dưới cái lồng nó cũng còn chim trời.